Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, có một địa danh không chỉ là niềm tự hào mà còn là nơi mà có lẽ bất cứ người Việt Nam nào cũng muốn được một lần đặt chân tới. Đó là Mũi Sa Vĩ thuộc phường Trà Cổ. Đây là nơi đầu tiên đón ánh nắng mặt trời ở miền Bắc và cũng là nơi đặt nét bút đầu tiên vẽ nên bản đồ hình chữ S của Việt Nam. Chỉ cần ra khỏi thành phố Móng Cái sầm uất và náo nhiệt chưa tới 10 km, du khách đã có thể cảm nhận một không gian hoàn toàn khác biệt của Trà Cổ hoang sơ, yên bình. Xe cộ bon bon trên đường nhựa thẳng tắp, với một bên là những nếp nhà nhỏ xinh của xóm làng vùng biên, một bên là bờ biển lộng gió, dù hàng dương xóa tóc rì rào. Trên cung đường này có ít nhất hai điểm dừng chân thú vị mà du khách ít khi bỏ qua, đình Trà Cổ và nhà thờ Trà Cổ. Đi qua những công trình kiến trúc cổ kính, qua những cơn gió mang vị mặn mòi của biển, du khách sẽ đến với Mũi Sa Vĩ, điểm cực đông bắc thiêng liêng của Tổ quốc, nơi bắt đầu đường bờ biển dài hơn 3.000 km của Việt Nam. Sở dĩ có tên gọi Sa Vĩ là bởi mỗi khi thủy triều xuống, ở đây nổi lên một soi cát dài. Sa là cát, vĩ là đuôi nên gọi là Sa Vĩ. Nếu điểm cực bắc biên giới đất liền thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thì đường biên giới biển khơi chính là Mũi Sa Vĩ, hay còn được gọi là Mũi Gót. Trước đây, để đến bán đảo Trà Cổ rồi ra được Sa Vĩ rất khó khăn, bởi Trà Cổ như một hải đảo. Từ Móng Cái ra đây phải qua một đầm lầy giống như một eo biển nhỏ, người dân địa phương gọi là sông Trà Cổ, đường đi rất xấu. Thực ra, sông Trà Cổ không phải eo biển mà là một chi lưu của sông Ca Long, tức sông Ninh Dương như trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi. Bắt nguồn từ dãy Thập Vạn Đại Sơn bên Trung Quốc, sông Ca Long chảy đến giữa hai phường Ca Long và Trần Phú của thành phố Móng Cái thì chia làm hai nhánh. Một nhánh chảy theo hướng đông gọi là sông Bắc Luân, tiếp tục là đường biên giới Việt Trung. Còn nhánh chính vẫn gọi sông Ca Long chảy về hướng nam xuyên qua thành phố Móng Cái lại chia làm hai chi lưu. Một chi lưu chảy ngoằn ngoèo theo hướng tây nam rồi đông nam và đổ ra biển nơi giáp danh giữa hai xã Hải Xuân và Vạn Ninh. Chi lưu còn lại chảy về hướng đông tạo nên sông Trà Cổ, nay đã bị bồi lấp nhưng lại tạo nên một vùng đất tươi xanh, làng mạc trù phú và phố xá hiện đại đang mọc lên. Trong khi đó, sông Bắc Luân hiện còn là ranh giới phía bắc của phường Trà Cổ với đất Trung Quốc. Trên sông Bắc Luân đã được xây dựng hai chiếc cầu Bắc Luân 1 và 2 nối thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với huyện Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nếu như cầu Bắc Luân 2 mới khánh thành ngày 19 tháng 3 năm 2019, thì cầu Bắc Luân 1 đã khởi công xây dựng từ cuối thế kỷ 19 vào năm 1898 và hoàn thành năm 1900 theo hiệp ước ký kết giữa Pháp với triều đình Mãn Thanh Trung Quốc. Có thể nói, Trà Cổ ngày nay được hình thành từ phù sa bồi đắp của hai dòng sông Trà Cổ và Bắc Luân. Dù đã biến mất, nhưng ký ức, di sản của sông Trà Cổ vẫn còn mãi trong lòng người dân bán đảo này. Và hiện nay, Trà Cổ là một phường thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, với bãi cát dài 17 km, mặt hướng ra vịnh Bắc Bộ, có vị trí hết sức quan trọng đối với an ninh quốc phòng và giao lưu đối ngoại, phát triển kinh tế, du lịch. Hiện nay, ngoài đường cao tốc, khách du lịch có thể đến Trà Cổ bằng tàu cánh ngầm đường biển. Nếu đi từ Hải Phòng khoảng hơn 200 km, còn xuất phát từ bãi cháy thì khoảng 130 km. Tàu cánh ngầm hoạt động 2 chuyến sáng và chiều mỗi ngày. Ở Sa Vĩ có cụm thông tin cổ động khá độc đáo. Công trình này bao gồm 3 phần, phần quảng trường, phần cụm công trình chính và phần nhà dịch vụ, quy tụ thành một quần thể kiến trúc đẹp, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc. Phía trước là khu vực quảng trường với hai hàng trụ đá mà chất liệu đá tự nhiên lấy từ vùng đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Hai hình trụ đá xếp hình bán nguyệt phía sau vững chãi, sừng sững, gợi cho chúng ta liên tưởng đến những người lính kiên trung như địa đầu Tổ quốc, luôn ngày đêm canh giữ cho từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Sa Vĩ là một công trình mang hình biểu trưng Tổ quốc trên biên giới đất liền. Có rất nhiều những cái giá trị về kiến trúc. Đây là một trong công trình có những nét kiến trúc ấy, rất độc đáo và khác biệt so với các công trình đương đại khác. Công trình này ấy, thì có giữ đến 5 cái kỷ lục độc đáo nhất của Việt Nam dành cho một công trình cụm thông tin cổ động biên giới trên đất liền. Và chính vì những yếu tố đó thì chúng tôi tập trung vào khai thác để phát triển thành cái giá trị của công trình. Và đặc biệt là công trình nằm trên một cái điểm cực đông bắc của Tổ quốc, nơi mà mọi người đều mong muốn một lần để đặt chân đến đây. Đây là những yếu tố mà chúng tôi quyết định là đầu tư kinh phí, nguồn lực để phát triển Sa Vĩ trở thành điểm du lịch hấp dẫn cho thành phố Móng Cái. Chúng ta đang có mặt tại công trình cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ. Công trình cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ tọa lạc trên mảnh đất thiêng, km 0, khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thuộc tọa độ 21:29.33 Bắc, 108:04.05 Đông. Đây là điểm đầu tiên đặt bút vẽ nên hình chữ F, bản đồ của nước Việt Nam thân yêu. Công trình là cột mốc văn hóa, mang hình biểu trưng của Tổ quốc, thể hiện chủ quyền biên giới quốc gia. Công trình có kiến trúc văn hóa rất là độc đáo. Đây là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố Móng Cái. Mỗi du khách đến nơi đây sẽ cảm nhận được những giá trị thiêng liêng của mảnh đất thân yêu nơi địa đầu Tổ quốc. Công trình được khởi công xây dựng năm 2009, hoàn thành năm 2013, là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Tháng 4 năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Lực đã thực hiện hợp đồng kinh tế với thành phố Móng Cái về việc tiếp nhận, quản lý, duy tu, bảo tồn và tiếp tục đầu tư để phát huy giá trị của công trình. Đây là công trình đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo mô hình đầu tư công quản trị tư. So với các công trình cụm thông tin cổ động biên giới trên đất liền thì đây là công trình lớn nhất Việt Nam, được chính phủ đầu tư xây dựng 105 tỷ đồng. Trong khi đó, quy định của chính phủ về đầu tư xây dựng cho một công trình cụm thông tin cổ động biên giới trên đất liền là 350 triệu đồng. Chính vì vậy mà công trình này đã có tới 5 kỷ lục quốc gia cho một công trình cụm thông tin cổ động biên giới trên đất liền. Kỷ lục thứ nhất là diện tích gồm 15.000 m2. Kỷ lục thứ hai, chiều cao phần cụm chính là 34.5 m. Kỷ lục thứ ba, 8 lá dương có chiều cao là 27 m. Kỷ lục thứ tư là vành đai cụm có chiều cao là 6 m và diện tích là 301 m. Và một kỷ lục thứ năm không thể thiếu được, đó là kinh phí đầu tư của chính phủ 105 tỷ đồng. Công trình được chính phủ đầu tư gồm 3 phần chính. Thứ nhất là phần cụm chính, thứ hai là sân quảng trường nơi chúng ta đang đứng, và thứ ba là khuôn viên bao quanh. Phần cụm chính tái hiện lại hình ảnh chiếc vươn miệng của Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, người cha người mẹ của dân tộc Việt Nam. Ở giữa vành đai cụm là hình ảnh trống đồng Đông Sơn. Bao quanh vành đai cụm được ốp bằng những mảnh gốm được nung ở nhiệt độ là 360 độ. Miêu tả khắc họa tái hiện lại quang cảnh sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Và 8 lá dương khổng lồ có chiều cao 27 m được đúc bằng bê tông vĩnh cửu, xếp hình vòng tròn cách điệu như một bông sen hòa bình, biểu hiện cho sự trường tồn và vĩnh cửu. Cụm chính là còn được ví như một ngọn hải đăng khổng lồ, soi đường và dẫn lối cho ngư dân từ biển khơi để trở về đất liền. Đấy. Và phần thứ hai nữa là khu vực sân quảng trường và nơi chúng ta đang đứng. Với chất liệu bằng đá tự nhiên được lấy từ vùng đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình, thì hai bên là có hai hàng trụ đá gồm 36 trụ đá thẳng hướng vào phần cụm chính và xếp bao xung quanh hình bán nguyệt, là cho chúng ta liên tưởng đến như những người lính kiên trung canh giữ nơi địa đầu Tổ quốc. Và ở đây có một mô hình cột mốc Trà Cổ, từ Trà Cổ đến mũi Cà Mau 3.260 km, và phía bên kia là Tràng Vĩ 0 km. Đây chính là km đầu tiên của bờ biển Việt Nam có chiều dài là 3.260 km. Và nơi đây cũng đã diễn ra rất nhiều các cái sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, rồi thì cùng các cái nghi thức chào cờ Tổ quốc
và các cái buổi sinh hoạt học tập ngoại khóa của tất cả các cái cơ quan đoàn thể trên toàn quốc và các cái trường học, sinh viên cũng như là các cái trường đại học, cao đẳng, rồi thì các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường tiểu học và thậm chí là có cả các bạn của trường mầm non cũng đã đến đây tham quan vui chơi dã ngoại. Hình ảnh những chú chim lạc bay được ốp vào phần khuôn viên là tạo nên một không gian là uyển chuyển và uy nghiêm cho cụm công trình. Có nghĩa là cái con chim hạ, chim lạc ấy, lạc Việt ấy, gọi là lạc Việt ấy, đây này, ốp ở những cái sân, ở những cái chân cột đây này. Đó. Này là tạo nên cái khung cảnh là uy nghiêm ấy. Như kiểu là mình nhớ về dòng giống cội nguồn của mình ấy. Đấy. Rồi hình ảnh vân miệng của Lạc Long Quân Âu Cơ đấy, là dòng giống cội nguồn, rồi hình ảnh giống đồng Đông Sơn. Các bậc tam cấp này sẽ dẫn lên đỉnh cụm công trình chính với 8 ngọn dương vút thẳng lên trời, được đúc từ bê tông vĩnh cửu và được mạ lên một lớp kẽm trên bề mặt để có thể chống lại sự tác động của thời tiết và môi trường khí hậu biển khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió. Để nâng đỡ những ngọn dương cao vút ấy là một tổ hợp với thiết kế kết cấu mái cong đặt lên những trụ đỡ bê tông cốt thép được khắc họa những hình dáng chim lạc trên mặt trống đồng, tạo nên một không gian uyển chuyển, sinh động và oai nghiêm hùng vĩ. Du khách sẽ có cảm giác hào khí thiêng non nước với trầm tích văn hóa lịch sử ngàn năm như tụ về đây. Từ bóng dáng của vua Hùng dựng nước đến kinh đô Hoa Lư với triều Tiền Lê. Nơi chúng ta đang đứng là khu vực vành đai cụ. Phóng tầm nhìn ra phía cửa sông Bắc Luân thì chúng ta sẽ nhìn thấy cột mốc 1378 là cột mốc cuối cùng để phân chia ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên này là phía cửa sông đổ ra biển. Khi mà thủy triều xuống sẽ lộ ra một roi cát vàng óng và cái tên Sa Vĩ cũng được bắt nguồn từ đó. Sa là cát ạ? Sa vĩ. Cát, vĩ là đuôi, cái đuôi cát. Ấy. Đuôi cát. Cái roi đấy nó có cái độ đây. Dài gì? Chiều này nhá. Đứng ở đây thì chỉ nhìn thấy cái đuôi cát này thôi. Nhưng mà khi mà ra cái phía cồn mang ở bên này đấy thì mình sẽ nhìn thấy, nhìn về phía kia và bên này ấy thì là cái bờ biển của Trà Cổ đấy, bãi biển Trà Cổ là dài 17 km được kéo dài từ đầu rầm là ở cái núi Ngọc ấy. Em ra núi Ngọc chưa? Em chưa. Đấy, Mũi Ngọc ấy. Cái bến cảng Mũi Ngọc để đi ra hai xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực đấy. Ở ngoài đó bây giờ là khu du lịch sinh thái cũng rất là đẹp. Cũng có mấy điểm tham quan chính. Rừng Dương Bạt Ngàn là bao bọc lấy bờ biển của Trà Cổ dài 17 km. Và cố nhà thơ Tố Hữu đã viết đấy, từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước, cây dương là loại cây đặc trưng của mảnh đất địa đầu, gắn liền với sự kiện của Bác Hồ về thăm nơi đây. Năm 1963, Bác Hồ về thăm nơi đây thì lúc đó nơi đây là một bãi lau sậy rất là hoang vu. Thì Bác Hồ đã kêu gọi nhân dân nơi đây là trồng cây dương để ngăn sóng chắn gió. Thì đúng như lời Bác đã dạy, khi cây được trồng xuống thì mọc lên xanh tốt và ngăn sóng chắn gió là không hề đổ gãy, rất là tốt. Chính vì thế nên là dương mới được chọn làm biểu tượng. Đúng rồi, các lá cây dương chính vì như thế mà cây dương đã được chọn là biểu tượng của mảnh đất địa đầu từ Trà Cổ rừng dương. Từ khi tiếp nhận cho đến nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Lực cũng đã đầu tư nhiều tỷ đồng để duy tu, bảo tồn, cải tạo cảnh quan và xây dựng một số hạng mục để phụ trợ cho công trình. Về duy tu bảo tồn thì công tác duy tu bảo tồn thì được trùng tu thường xuyên và cảnh quan trong khuôn viên thì cũng được cải tạo, trồng các loại cây hoa, cây cảnh, cây xanh, cây bóng mát và đặc biệt là lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống đèn LED tạo một không gian lung linh huyền ảo khi du khách đến đây tham quan vào buổi tối. Phía bên ngoài kia là mô hình làng văn hóa các dân tộc thành phố Móng Cái. Ở trong đó thì xây dựng tái hiện lại hình tượng của các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn thành phố Móng Cái, bao gồm các dân tộc Kinh, Tày, Dao, Sắn, Dìu và Hoa, trưng bày các cái hiện vật sinh hoạt thường ngày của người dân Móng Cái thời xa xưa. Đồng thời xây dựng tái hiện lại hình tượng của 6 ngư dân đầu tiên đã đến đây khai sinh và lập lên làng chài Trà Cổ. Số 8 là con số may mắn được gắn liền với truyền thuyết của làng chài Trà Cổ. Chuyện kể lại rằng
là trước thế kỷ 16 thì nơi đây là một bán đảo rất là hoang sơ. Thì trong một lần đi đánh bắt hải sản thì có 12 hộ dân từ Đồ Sơn, Hải Phòng đã trôi dạt vào đây và họ đã kiên quyết là bám trụ nơi đây để khai sinh và lập lên làng chài Trà Cổ. Thì có 6 hộ dân đã thấy ở đây rất là kham khổ thì đã rủ nhau tìm về quê hương và có nói với nhau rằng ở đây ăn bổng lộc gì, lộc sung thì chát và lộc si thì già. Còn 6 hộ thì cương quyết bám trụ lại nơi đây và có động viên nhau rằng ở đây vui thú non tiên, dạng ngày lọc nước lấy tiền nuôi nhau. Thì khi mà họ ở đây để làm ăn sinh sống đấy, thì những người chồng, người cha thì đi ra biển để đánh bắt hải sản. Còn những người phụ nữ và những người con nhỏ thì ở nhà chăn lợn, chăn gà và trồng hoa màu. Thì khi mà những cái người chồng, người cha đi đánh bắt hải sản ở ngoài biển khơi, thì khi mà màn đêm buông xuống thì có những cơn dông, cơn mưa, thì những người phụ nữ ở nhà đã dùng 8 ngọn đuốc để cầu may. Thì khi mà người phụ nữ ở nhà dùng 8 ngọn đuốc để cầu may như vậy để cho những người chồng, người cha bình an trở về, thì sáng hôm sau những người chồng, người cha đã bình an trở về với những cái rổ cá rất là tươi ngon. Phía bên ngoài này là nhà cổng và gian hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp. Thì ở trong đó thì có lối vào, lối ra, quầy thu phí, quầy giải pháp, quầy lưu niệm và gian hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp của Móng Cái, các sản phẩm ô cốp của Quảng Ninh và một số sản phẩm ô cốp là đặc sản đặc trưng của các vùng miền. Thì tất cả các cái mặt hàng sản phẩm được trưng bày và bán thì cũng được niêm yết giá bán công khai để du khách yên tâm sử dụng dịch vụ khi đến tham quan Sa Vĩ, nơi địa đầu Tổ quốc. Phía bên này là khu không gian văn hóa, là nơi để dành cho du khách dừng chân nghỉ ngơi để ngắm toàn bộ quang cảnh của công trình và cũng là nơi để cho du khách lựa chọn những món hải sản cũng như là món ẩm thực để khi mà có dịp để liên hoan gặp gỡ gia đình và bạn bè. Từ những ý nghĩa và giá trị đã nêu thì năm 2020, công trình cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ cũng đã vinh dự được đón nhận giải thưởng là sản phẩm du lịch bền vững thành thị ASEAN. Đây là km 0, là km đầu tiên của bờ biển Việt Nam có chiều dài là 3.260 km từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Chúng ta đang có mặt tại khu vực vành đai biên giới. Đây là vành đai biên giới được kè bằng đường bê tông bao quanh khu vực vành đai biên giới. Phía bên ngoài này là cửa sông Bắc Luân và để phân chia ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phía bên kia là Trung Quốc và có cái cột mốc 137 tới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Còn ở dưới khu vực bãi biển này thì bà con ngư dân là nuôi trồng hải sản, nuôi hầu. Rất nhiều các cái dàn hầu của bà con ngư dân là nuôi trồng ở dưới này. Và ở cái bãi này mà khi mà nước thủy triều xuống ấy, thì là sẽ là một bãi biển, bãi bùn rất là đẹp. Và bà con ngư dân có thể là đánh bắt hải sản, đi cào ngao sò ở dưới này và bắt những con hà, con tôm, cá ở dưới này cũng có. Bức phù điêu hình ba ngọn thông vươn thẳng lên trời, trên đó ghi câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: từ Trà Cổ rừng Dương đến Cà Mau rừng Đước, đã lặng lẽ đứng ở đây từ rất lâu. Chỉ bình dị vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến ai đặt chân đến đây đều cảm thấy khoảng cách giữa cực Đông Bắc và cực Nam của Tổ quốc như ngắn lại, trách nhiệm với đất nước, chủ quyền như lớn lao hơn. Về Sa Vĩ hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp vốn hoang sơ, giờ cộng thêm phần hiện đại, đổi mới của nơi địa đầu đất Việt. Với những người đã đến đây đều có chung cảm xúc bình yên mà rất đỗi tự hào, giản dị mà cũng thật thiêng liêng. Đất nước Việt Nam là từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái là rất đẹp, tuyệt vời. Cái cảm tưởng là thấy cái gì cũng thích thú. Có nghĩa là đoàn nhà mình là ở thành phố Bắc Ninh hôm nay là đi tham quan ở Móng Cái. Cái công trình này cũng rất chi là ấn tượng, mang một tính chất có nghĩa là mình cái chủ quyền của đất nước mình. Đấy cũng là một cái điểm ở địa đầu của Tổ quốc. Và mình vừa rồi có thực hiện chuyến hành trình đi bộ và
cũng may mắn là khi được về với Sa Vĩ, tỉnh Quảng Ninh, nơi địa đầu Tổ quốc, cũng là cái điểm dừng chân để kết thúc chuyến hành trình này của mình. Xem trên TV cũng như báo chí rất là nhiều thì các kênh thông tin, thì hôm nay được về với nơi địa đầu của Tổ quốc, một vùng đất rất là thiêng liêng. Khi về đây thì mình sẽ được tìm hiểu về những cái giá trị lịch sử cũng như là địa lý trên đất liền của Việt Nam. Và trong quá trình mình ở đây thì mình cũng đang và đi tìm hiểu thì cũng khá nhiều nơi rồi. Đấy, thì mình rất là thấy nhiều cái điều thú vị cũng như ấn tượng ở cái vùng đất này. Sa Vĩ là mô hình hợp tác công tư, có nghĩa là đầu tư công, quản trị tư. Thì mọi những kế hoạch, mọi những cái thay đổi thì công ty đều phải báo cáo với cơ quan chủ quản là thành phố Móng Cái. Và đương nhiên rồi thì thành phố Móng Cái luôn luôn đồng hành, hỗ trợ của doanh nghiệp. Và sau nhiều năm mà hoạt động tại điểm du lịch Sa Vĩ thì những cái kế hoạch của công ty thì đều được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ tỉnh Quảng Ninh cho đến thành phố Móng Cái. Thì chúng thấy rằng là cái này đấy thì doanh nghiệp hoàn toàn là không có khó khăn gì trong việc mà cần có sự hỗ trợ định hướng của cơ quan quản lý nhà nước. Và đã có nhiều những cái kế hoạch mà khi đưa ra là cũng rất nhiều những cái khó khăn trong cái việc là làm sao đó để nó phù hợp với các quy định của quản lý nhà nước. Nhưng mà tuy nhiên thì với sự quyết tâm cao nhất thì giữa thành phố Móng Cái, các đồng chí lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn đã tham mưu kịp thời để cho công ty có thể thực hiện một cách nó đầy đủ về quy định của quản lý nhà nước và phù hợp với lại phát triển du lịch. Giữa không gian khoáng đạt bao la là nơi địa đầu Tổ quốc, con người trở nên thật nhỏ bé, nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa hai đầu đất nước trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc cùng những cảm xúc đặc biệt trào dâng trong mỗi người khiến mũi Sa Vĩ Trà Cổ càng thêm đẹp, ấn tượng. Cho đến nay thì Sa Vĩ đã là một điểm đến không thể thiếu trong các hành trình tour của các khách du lịch khi đến với thành phố Móng Cái. Và Sa Vĩ đã là niềm tự hào của người dân Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Sau những năm hoạt động thì du khách khi đến Móng Cái thì đã đến Sa Vĩ nhiều hơn. Điều đó sẽ là cái cơ hội để chúng tôi có những dự định để tiếp tục đầu tư phát triển Sa Vĩ. Thì những cái mà chúng tôi muốn đầu tư vào đó là đầu tư về các cái cảnh điểm, trong đó nó tập trung để tôn vinh các cái giá trị về văn hóa dân tộc Việt Nam. Và các kế hoạch thì nó sẽ phù hợp với từng giai đoạn. Và với một cái quyết tâm là Sa Vĩ luôn mới, luôn đẹp và luôn phù hợp với nhu cầu của người du lịch. Ở Trà Cổ, ngoài mũi Sa Vĩ thì đình Trà Cổ cũng được coi là một cột mốc chủ quyền văn hóa đặc biệt. Ngôi đình mặc dù được xây dựng tại vùng biên giới giáp Trung Quốc nhưng hoàn toàn mang phong cách kiến trúc Việt Nam, mang đậm văn hóa người Việt, không hề lai căng, pha tạp, đồng hóa với kiến trúc Trung Hoa. Điều này khẳng định rằng cha ông ta ngày xưa đã rất coi trọng bản sắc văn hóa dân tộc. Đình có niên đại từ thế kỷ 16, đến nay vẫn còn vẹn nguyên, thờ 6 vị tiền công người Đồ Sơn, Hải Phòng và thờ quận He, Nguyễn Hữu Cầu, một lãnh tụ nông dân khởi nghĩa thời Lê, Trịnh
cũng quê Đồ Sơn. Ngôi đình này chính là cảm hứng để nhạc sĩ Nguyễn Cường, một người quen gắn bó với nhịp điệu Tây Nguyên hoang dã, với nhịp rock hiện đại, đã viết ca khúc Mái Đình Làng Biển, với những câu hát lúc nào cất lên lại thấy dòng máu cội nguồn chảy râm ran trong từng tế bào huyết mạch. Thi Gan cùng Tuế Nguyệt, bao lâu rồi, mái đình xưa làng biển, thành thênh thang góc trời. Mái đình Trà Cổ, mũi Sa Vĩ không chỉ là cột mốc khẳng định chủ quyền văn hóa Việt, mà còn là tâm hồn, là tình cảm của mỗi người dân Việt từ ngàn đời nay. Động lòng tôi.